người ta về mà may trong nhà má còn treo bao nhiêu hình của sư phụ đó, chứ không có nữa, ta vào nó ta đốt bàn thờ đó các con ạ. À, nói vậy, nói thật là vậy à má, nói sao lại không thật, ta vô má treo ba cái hình của sư phụ lớn vậy, người ta không dám vô, người ta đứng ngoài sân á, từng đàn luôn đó các con thấy không. À, như vậy đó sư phụ không biết có phải không, hay là từ con tưởng tượng của sư phụ. Bông đẹp quá ha. Ừ. Dạ con xin cảm ơn sư phụ. Ừ. Bông hồng có hai màu đẹp quá ha. Ừ. Cười gì chống chím cười hoài. Kính thưa sư phụ, con vừa được trường đã mắng hơn tháng nay, tu hành rất là tốt, có kết quả, nhưng mà con có hai điều kiện muốn hỏi sư phụ. Cái thứ nhất, khi mà con quán âm thanh đó, thì có kết quả rất tốt, mà khi mà con ngủ hoặc nằm mà cái tai kê lên lỗ tai á, thì con nghe âm thanh y như con quán âm thanh, nghe rất nhiều mà rõ hơn như vậy. Nếu mà mình nghe nhiều quá có tốt không không sư phụ? Không sao. Cái thứ hai, cái lỗ tai mình nó nghe càng ngày càng rõ hơn, nhưng mà có một điều kiện hơi kỳ là khi mà lên những cái độ cao 4-5 ngàn feet á, thì lỗ tai nó nghe nhức nhiều hơn. Hồi xưa chỉ nghe lù bù thôi, nhưng bây giờ hơi nhức, thì không biết có tốt hay không. Tai thì nghe ra thính hơn hồi xưa. Ừ. Nhưng mà lên độ cao thì hơi nhức lỗ cao tai. Ai cũng bị nhức đó. Hồi xưa thì chỉ lùng bùng. Tại vì bắt già rồi. Dạ xin lỗi. Thân thể nó suy yếu. Vậy không sao phải không sư phụ? Khi nhất thì bác phải bịt đôi tay để thở, và nó kiểu như hàng không họ chỉ cho mình đó, cái thì nó bớt nhất. Hoặc là lên đó cao thì bác nhét tay lại. Không sao. Có chừng đè cái tay nó gãy tay á. Ngủ quên á. Hôm nay con xin phép sư phụ để kể thể nghiệm của con. Ừ. Và để tán thán công đức của sư phụ cùng với tất cả anh em đồng tu. Kính thưa sư phụ, vào tháng 2 năm 1989, lúc đó chúng con được tin sư phụ từ bên Đài Loan qua thiền đường Gilroy. Chúng con những đồng tu Santa Ana rất là mong mỏi sư phụ trở về Santa Ana để chúng con được dịp chiêm ngưỡng cho sư phụ. Nhưng mà vì bận việc hoằng pháp nên sư phụ đã bay qua bên New York. Chúng con mong sư phụ nguyên một tuần đó. Rồi cuối cùng sư phụ vì bận việc lo thiền thất ở bên Đài Loan nên sư phụ đã bay thẳng máy bay trở về bên Đài Loan. Toàn thể anh em đồng tu ở Santa Ana rất mong và rất thương nhớ sư phụ. Chỉ có chúng con chỉ âm thầm để mà tu học và ngồi thiền để tưởng nhớ sư phụ. Và trong lúc nhập định con ngủ, con gọi sư phụ 3 tiếng rất lớn và con được sư phụ kéo con đi. Đó là trong lúc sư phụ rất bận rộn trong việc hoằng pháp ở những cảnh giới khác. Con đi theo sư phụ về hướng đông. Sư phụ làm việc bên hướng đông xong, sư phụ bay qua hướng tây. Sư phụ hoằng pháp bên hướng tây, rồi qua hướng nam và hướng bắc khác. Sau đó sư phụ đi lên một cảnh giới cao hơn nữa. Con biết đó là cõi trời Phạm Thiên. Sư phụ hoằng pháp ở trên đó xong, sư phụ Con được theo sư phụ để lên những cảnh giới cao hơn. Và những cảnh giới cuối cùng là con biết rằng được trở về Phật quốc. Ở nơi đó con gặp rất là nhiều vị Phật. Họ mặc những áo cà sa sáng chói. Và những vị Phật này khi gặp sư phụ, họ rất là mừng rỡ, họ tán thán công đức sư phụ.
Và lúc đó con cũng được nhìn rõ ràng là sư phụ đi trước cầm cây gậy và có cái bình thuốc của sư phụ, đi theo hầu sư phụ là có sư cô thị giả. Nhưng mà con biết rằng sư phụ rất là bận rộn trong việc hoằng pháp, về việc hữu hình và vô hình. Chúng con xin nêu lên nơi đây để tất cả anh em đồng tu cùng học hỏi và hiểu rõ thêm sư phụ, là sư phụ rất là bận rộn trong công việc hoằng pháp từ cõi hữu hình và vô hình, và tất cả mười phương chư Phật đều tán thán công đức của sư phụ và giúp cho sư phụ hoằng pháp độ sanh được thuận tiện. Chúng con luôn luôn chiêm bái công đức đó. Thưa sư phụ, cây này đau quá. Hả? Thưa sư phụ, ý con xin. À, chuyện gì không vui, đủ vui. Minh Cường nó serious quá, serious. Gặp Minh Cường là toàn nói chuyện đạo với chuyện thằng thầy tu với chuyện chùa với chuyện cái bà châu phố với chê không có vui đó. Rồi thay đổi không khí, thấy không Minh Cường, thấy không, thấy không, thành Phật cũng từ từ thôi, làm quá sờ quá sợ rồi, thôi làm lẹ, nói chuyện lẹ đi. Con có một người em trai, nó là chủ nhiệm chủ bút báo Hoa Tình Thương á. Hôm trước nó cũng có đăng tin tức sư phụ free bữa nay hả? Cô. Dạ. Bữa nay hả? Dạ, hôm trước ạ. À. Nhưng mà nó sẽ làm một bài bài hát thì ca tụng, nó là nhạc sĩ Khuyên Nguyên Hồng đó. Nó vừa là chủ nhiệm. Cái gì chủ... Nguyên Hồng? Nhạc sĩ Nguyên Hồng á, con làm mấy bài nhạc. Nhưng mà con nói chuyện là nó có đứa con trai. Nó có mười mấy tuổi đó. Hôm nó thằng bạn nó 15 tuổi bị người ta bắn chết ở sau gara. Rồi thằng con của nó sợ quá. Thế đêm nào nằm cũng thấy thằng bạn về ma quỷ tùm lum mà. Nó mới kêu con nó ơi, cho con sợ quá đi thì ó cách chi làm cho con đừng có thấy ba thấy quỷ không. Để con yên tâm, nó còn nhỏ mà nó sang đây lâu rồi. Tiếng Việt cũng không rành. Con nói vậy thì con niệm sư phụ của ó đi. Niệm danh sư phụ của ó cầu đi. Mà con đến nhà ó con thấy hình thờ sư phụ đầy đó. Thế thì nó lại niệm sao ó. Thì con ơi con niệm, con cứ niệm là Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư đó. Nó dài quá, khó nhớ quá. Thì con nói thì con cứ nhớ là mà thanh sư phụ là giống tên của bà nội đó, thì con cứ niệm đi. Thế ngày mai hai ngày sau nó kêu con nói ôi trời, con nghĩ đến tưởng tượng sư phụ có rồi con nghĩ đến và con niệm thì mấy hôm nay con ngủ ngon lành lắm. Thế con niệm sao con? Nam mô bà nội Vô Thượng Sơn. Trời ơi, bữa hôm qua làm quan, bữa nay làm bà nội, hay quá, hay quá, hết sảy rồi. Vậy là càng ngày càng lên chức rồi. Có lòng là cũng được rồi, khỏi cần niệm mà. Niệm không sao đâu, nếu mà nó biết niệm ai là được rồi, niệm trật không sao. Hôm qua làm quan thượng thơ, bữa nay làm bà nội. Quý vị có thấy không? Thành ra mấy cái tên của Phật càng ngày nó càng sai chạy. Không biết mai mốt chắc thành bà cố. Mấy đứa em họ chắc nó niệm Nam Mô Chỉ Ba Vô Thượng Sư. Tại nhiều khi nó chờ kêu Phật, có kêu sư phụ, có nó xa lạ, có kêu chị mà nó quen rồi. Trước khi gặp sư phụ nó tập cả một buổi sáng nữa. tập kêu sư phụ cho nó quen. Để sợ mấy người đệ tử họ trách. Nó kêu sư chị em hoài. Thành ra đứng trước gương nó nói sư phụ. Anh tập về một buổi sáng, hai ba đứa đứng tập như đồng ca. Vậy mà cũng nói vậy mà cũng sai như thường. Ba hồi chị, ba hồi Phật, ba hồi sư phụ. Chắc cái gì nhà niệm chứ cũng Nam Mô Chị Ba. Thì cái niệm vậy chứ.
có người em hỏi nhức đầu lâu rồi. Nó nói, chị ba ơi, chị có linh thiêng thì cho chị cho em hết nhức đầu. Niệm vậy mà cũng hết như thường. Rồi bà già của sư phụ nghe nói đó, đâu chưa truyền tâm ấn gì hết mà nghe thôi, nghe phong phanh thôi rồi. Nói là sư phụ thành Phật gì đâu đó. Bà già ở nhà niệm, con ơi, con thành Nam Mô con có thành Phật thiệt. Nam Mô con gái có thành Phật thiệt thì cho con gái cho mẹ thấy. Là hình như niệm vậy đó, không biết phải gì không. Rồi cũng thấy sư phụ về, hào quang rực rỡ sáng cả nhà. Bà già lật đật nói hết cho cả gia đình biết. Cả nhà xúm nhau lại cái ghế sư phụ hồi xưa vậy. Về ngồi hồi xưa, 20 năm trước. Ghế chắc mộc ăn ở trường. Ngồi đó lại. Thì mỗi người niệm mỗi danh hiệu khác nhau. Thành ra sư phụ có đủ thứ tên hả? À. Thành ra quý vị thấy trong kinh có 3.000 tên của vị Phật chắc cái kiểu đó chứ gì. Thấy chưa? Round for me. I cannot always personally go. I will see. Okay. Thưa sư phụ, cho con hỏi một câu hỏi khác. Ừ. Cái ẩn thân với bảo thân là một phẩm sư phụ. Thưa sư phụ. Ứng thân là gì? Thưa con không hiểu, con mới hỏi sư phụ. Chắc là một á. Thì như vậy thì cái ẩn thân với lại là cái pháp thân, nó có phải luôn luôn nó liên lạc với nhau không thưa sư phụ? Hoặc là luôn luôn à sư phụ? Luôn luôn, ba thân liên lạc với nhau. Luôn luôn, và nó liên lạc với nhau bằng cách nào thưa sư phụ? Trời ơi, thì anh thành Phật đi rồi anh biết mà. Chuyện bí mật nhà nghề mà hỏi. Anh chưa có vợ, anh chưa có chồng rồi hỏi cái chuyện đẻ con làm sao đẻ. Sao nói được. Ai đứng ló đầu vô vậy? Sao không chịu vô, đứng ngoài ló đầu vô? Hộ pháp mà sao ló đầu vô? Thôi vô luôn đi cho rồi. Rồi đứng ở trong hộ luôn. Kính thưa sư phụ. Cho nó ló vô đi để nó ấm ức. Cũng muốn nghe ké phải chưa? Hộ pháp thì muốn nghe ké. Sao? Kính thưa sư phụ. Con xin sư phụ giúp con. Tự vì cách nay chừng 2 tháng đó, con ngồi quán ánh sáng đó, có được 3 lần. Nhưng mà con thấy con quán ánh sáng cũng khoảng chừng tiếng mấy đồng hồ vậy. Thì con thấy sao từ từ có cái vật gì nó vàng sáng lắm, gần riết sát mặt con vậy. Cái con sợ quá, con không biết làm sao nữa. Cái con niệm sư phụ, con mở mắt ra. Rồi cái sau khoảng thời gian lâu con mình được 3 lần như vậy đó. Xin sư phụ giúp con coi con phải làm sao, sư phụ dạy giùm con. Làm sao? Tiếp tục ngồi thiền chứ làm sao? Dạ như vậy cứ tiếp tục ngồi. Có làm sao đâu. Con thấy sát mặt con quá sư phụ. Dạ. Sáng hả? Dạ, vàng mà sát mặt con quá chừng luôn. Đâu có sao đâu. Dạ. Vậy cũng tiếp tục nha. Tiếp tục như thường. Dạ, cảm ơn sư phụ. Sao cái gì cũng sợ, ma cũng sợ, Phật cũng sợ, sáng cũng sợ, tối cũng sợ, không biết đường nào nói. Đi ra cũng sợ, mà đi vô cũng sợ, nhập định cũng sợ, không nhập cũng sợ. Ây trời ơi, nhát gan quá vậy. Mai mốt thành Phật. Nhát gan quá vậy. Mai mốt thành Phật, chắc thành Phật nhát gan. Coward Buddha. Sao không dịch cho không nghe vậy trơn, ngồi cười hoài vậy? Hả? Hả? Có dịch hả? She really translates for you? Okay.
Is translation okay? Yeah? Excellent. Steve, you grow your root here now? You don't go back to San Rafael? Yeah, forgotten. Thôi nha, hả? Nhìn. À. Microphone đâu? Thì sao đứng gì mà như trời trồng, có người gì mà vậy? Dạ, tại vì sư phụ cho con nhiều quá rồi, thành ra con không có dám nguyện giái gì sư phụ nhiều hết rồi. Cái hồi tối chú Khôi chú kêu thôi chị không giái, để tôi giái cho. Cái giái năm vị Phật, cái giái sư phụ vô uống, cái tự nhiên chừng 2 phút sau rồi sư phụ. Cái nó hết luôn, nó hết liền vậy đó sư phụ. Nếu mà đi ở ngoài đó nói thì họ không tin, nhưng mà ở trong đồng tu và hiện tại ngày hôm qua trước ở đây đó sư phụ. Dạ con đội ơn sư phụ. Thì nó nhiều cái tape của cái tape mà video hay là cassette của hội cộng tu đó, sư phụ hồi xưa không có muốn cho bán ra ngoài, nhưng mà họ cứ dành nhau, họ muốn họ mua cho bằng được. Còn nói mình sao cái gì cũng họ bí mật á. Nó sợ họ không tin, họ nói bậy rồi cái tạo nghiệp cho họ. Còn chuyện đồng tu của mình với nhau mình hiểu liền chưa, người này không có thí nghiệm này thì có thí nghiệm kia, nó hơi giống với nhau, nói ra biết liền. Đội ơn sư phụ. Đó rồi ha, nói nữa. Thấy có một số người ta nói là nếu như mà kiểu con gái gì nhà chồng. Dạ sư phụ, nhiều khi con thấy sư phụ mặc cái kiểu áo này áo kia đó, thì trước là con cũng không chưa thấy được trong cái vô hình. Tại như con nói sư phụ thành Phật rồi sư phụ mặc sao được, chứ mấy người cứ nói là sau buổi hôm nay sư phụ mặc trắng, mai sư phụ mặc vàng thấy đẹp quá. Nhưng mà đến khi trong những cái lúc mà con thiền định đó thưa sư phụ, con được sư phụ đưa đi đến nhiều cái cõi khác nhau, thì con mới biết là mỗi một khi sư phụ mặc mỗi cái kiểu áo là sư phụ đại diện cho một cái thế giới ở đó, một vị Phật của cái thế giới đó. Con được nhìn thấy là trong các cái thế giới đó, là mỗi thế giới người ta, cái chủng tộc đó người ta ăn mặc như thế nào, là sư phụ cũng ăn mặc giống người ta, nhưng mà cái vải của sư phụ mặc á, thì nó có cao sang hơn. Và con thấy ở trong cái vô nhiều hình khi đó, mặt này không đủ đẹp chứ, nhiều khi sư phụ cũng mặc những đồ khác mà đều sợ. Dạ kẹt rồi. Có một lần con thấy ở một cái cõi nào không biết, mà con thấy là người ta ăn mặc giống như cái người mà dân tộc á, thì con thấy sư phụ cũng mặc vậy, nhưng mà cái màu của sư phụ khác. Mà con thấy người ta trong cái thần thức con biết là người ta xuất gia lâu rồi, nhưng mà người ta nói kéo nhau tới, người ta thấy là nói có một vị Phật mà tới đó là không phải cái tên của sư phụ như vậy, mà người ta nói là cổ Phật, nhà nói có vị cổ Phật mới xuất hiện, thành người ta chạy tới để mà truyền cái pháp, cùng nói là pháp Quan Âm luôn. Mà sư phụ mặc cái áo nó cũng ngang này rồi thấy những cái người đó là người ta đeo ở đường sau này mấy cái lặng thật lớn, mà người ta đi cả đoàn đông cái này chen nhau tới một cái bãi mà ở cái rừng đó. Là sư phụ ngồi ở trên cái pháp tòa mà người ta kết cái cỏ lên mà giống như là tòa sen á, là sư phụ ngồi ở trên đó là truyền tâm ấn cho tất cả mọi người. Dạ con xin hết sư phụ. Mà cái gì nó cũng có ý nghĩa đó. Con mới hiểu được đó sư phụ. Hiểu rồi thôi. Ví dụ như bữa nay con có nhiều người, có hai vị cư sĩ mà không phải là truyền tâm ấn đệ tử của sư phụ, nhưng mà cũng coi bên kinh sách sư phụ Đoạn Chay, cũng ủng hộ sư phụ lắm. Họ đến họ nói rằng cái chủ tiệm cái bà phở ngon là bà rất là mong muốn sư phụ đến chỗ đó hoằng pháp, là bởi sao trước khi mà sư phụ có đeo cái kiến này bà đã thấy rồi,
Bà thấy sư phụ tương lai sẽ đeo kiếng, sẽ mặc áo dậy, quần dậy đến cái tiệm của bà họp báo. Thành ra bà nói nhất định sẽ thành sự thật thôi. Tại vì bà tu phép phương tiện thôi mà bà thấy được. Thành ra hai cái vị đó ban đầu cũng nghĩ rằng ban tổ chức nên đổi cái chỗ khác. Nhưng mà sao nghe bà nói vậy thôi không đổi nữa. Thì sư phụ cũng nhất định đến đó thôi, thấy không? Mà cũng nhất định mặc áo đó thôi. Mà đâu phải lúc nào sư phụ cũng đeo kiếng đâu. Bữa đó nhất định phải đeo kiếng vậy đó, thấy không? Rất tiếc rằng cái thế giới này cái tài liệu nó không đủ phong phú để mà sư phụ thay đổi hoài. Nhiều khi thay đổi nhiều quá quý vị tưởng đâu sư phụ quần áo muốn xe xua, muốn ăn diện. Chứ thật ra nhiều khi sư phụ muốn đeo bông tai cho nó dài thòn xuống nghe, cho nó giống. Vậy thôi, cũng hóa đại rồi thôi chứ còn thay đổi hoài quý vị tưởng đâu sư phụ xí soạn. Khó vậy đó. Bất cứ sư phụ làm cái gì ở đây, dù quý vị thấy rằng tốt hay xấu, hợp hay không hợp với cái ý niệm của quý vị đều là thiên định cả thôi. Sư phụ ở trong trời đất, làm việc của trời đất, làm việc đúng ý của thiên định. Chứ sư phụ không có cương bậy, không có làm việc cá nhân của mình. Quý vị hiểu không? Nhưng mà tại vì không, người không tu hành không hiểu thôi, phán đoán sư phụ một cách sai lầm thôi. Sư phụ cũng phải bằng lòng cho họ, tại họ không hiểu mà. Mình trách cứ họ làm gì? Nếu quý vị thấy sư phụ đâu có phản ứng gì đâu. Đánh má phải ta đưa má trái cho quýnh luôn. Đánh chừng nào mệt xỉu thôi. Tự mình xỉu. Thấy chưa? Đầu hàng. Có nhiều vị sư kêu bằng thầy tu Phật giáo hồi xưa chửi bới sư phụ, rồi bây giờ ở nhà kêu bằng cái gì, copy tape của sư phụ bán. Phân phát cho đệ tử. Cái chi vậy anh? Đợi chút. Thầy bác này nói chuyện về những cái trải nghiệm ở những cái thế giới khác á. Nhiều khi con đọc những cái chuyện về UFO đó, thì con cũng thắc mắc. Không biết sư phụ có thể nói thêm về những cái hành tinh khác ở trong vũ trụ nữa. Con người ta sinh sống như thế nào, hay là có những cái nền văn minh như thế nào. Chắc là các vị người Mỹ kia người ta cũng thắc mắc và có thể. Hành tinh đây có nhiều. Hành tinh có người ở. Nhưng mà nhiều khi mình lên đó mình không thấy. Có nhiều hành tinh văn minh hơn thế giới mình. Có nhiều hành tinh lạc hậu hơn. UFO là cái công cụ để mà di chuyển trong cõi trời này của những cái hành tinh mà họ văn minh hơn của mình. Có bao nhiêu đó thôi. Nhiều khi những cái người mà họ bước ra khỏi hành tinh đó không phải người thật của họ, mà chỉ là những coi như cái máy móc đó thôi, để mà lái cái xe xuống thôi. Chứ không phải người thật họ như vậy. Không phải người thật họ nhỏ nhỏ mà giống như con ếch hoặc là mặt mày xanh lè. Không có đó đâu. Đó là robot của nó. Mà robot của nó làm thôi giống thiệt vậy đó. Thành ra thấy nó hơi giống. Cũng như nhiều khi mình làm mấy cái robot, cũng như mấy quý vị thấy coi phim á, nhiều khi nó làm những cái con quái vật bằng plastic, hoặc là những người khổng lồ mà làm bằng plastic mà giống y á, thấy chưa? Vậy thôi, cho lái UFO đi thám hiểm, đi tìm tài liệu, làm những cái chuyện gì đó. Nhiều khi họ đi vòng đường, họ cũng như tuần thám vậy mà, cũng như bảo đảm an ninh cho cái xứ nào vậy đó, chứ họ đi từ chỗ này chỗ kia, cũng như cảnh sát á, đi tuần lộ vậy đó. Cái tuần á. Vậy là những cái UFO không phải là một cái đĩa bay bằng sắt, nhưng mà nó là một cái ảo ảnh hay là một cái... Không, cái đĩa bay thiệt chứ. Đã nói là công cụ liên lạc của người ta. Cái công cụ di chuyển. Cũng như những cái radar vậy đó, đi cái satellite đi tìm tài liệu. Né. Có khi thì có người thật của họ trọng, có khi thì không có. Thường thường thì không có. Điều khiển ở trên tổng đài ạ. Cũng như mình cái satellite của mình điều khiển từ tổng đài. Cái đó không phải làm bằng sắt, làm bằng lưu ly. Làm bằng lưu ly và kim cương. Những cái chất này nó ngời, nó trong, nó đẹp. Nó chắc chắn, mình tưởng đâu là bằng sắt. Nhưng mà không phải sắt đâu. Cái chất nó cứng hơn sắt nữa.
nó kiên cố hơn sắt nữa, mà nó không có bị, khi mà cọ sát với không khí nó không có bị tóe lửa, nó không bị hư hao, nó không bị nổ. À, cái chất này chất lưu ly, mà chất lưu ly không phải như lưu ly ở dưới bên mình, lưu ly pha kim cương nữa, này đẹp lắm, thì nó phát ra ánh sáng. Tức là cái chất này có thuộc 108 nguyên tố như ở trái đất không? No, we don't have that kind of quality here. Mình không có mấy cái thứ đó đâu. Dạ, tại vì đồ ở dưới đất mình là đồ rác, ở trên kia thải xuống hết á. Không có cái gì mà bị kịp. Những hành tinh kia họ văn minh hơn mình nhiều. Họ tiến hóa, cái sự tiến hóa của họ vô cùng trội hơn cái hành tinh của mình. Chứ những cái chất liệu, và cũng vì họ cái xứ họ ở, cái chất liệu nó khác cái chất liệu của mình nữa. Và họ cái sự văn minh tiến hóa của họ vô cùng, họ phát minh ra nhiều chất liệu hỗn hợp với nhau mà nó bền vững hơn kim cương, nó còn tốt hơn tất cả những loại kim khí khác của mình, kim khí tốt nhất ở dưới này. Cho nên nó đi với một tốc độ kinh khủng như vậy mà không bốc cháy, không hư hỏng, không bị cọ sát với không khí, thấy không? À, còn cái những cái đồ đạc của mình làm rẻ tiền như thế này đó, mặc dù hỏa tiễn không có đi nhanh bằng cái UFO của họ, như vậy mà nhiều khi còn bốc cháy đó. Còn phải làm đủ thứ lửa rồi đẩy lên hơi rồi đẩy lên tùm lum hết vậy mà còn lộn xộn á. Con của người ta nhỏ nhỏ vậy, không có cái gì, không thấy có cái gì đẩy làm sao, không có phun khói xịt lửa gì hết. Mà bay nhanh quá trời à, mà thông cái mất mà. Nó muốn ẩn, nó ẩn, nó hiện hiện như là quá nhanh á, thành ra mình thấy như ẩn như hiện vậy. Những cái muốn bay nhanh một cái trình độ như vậy mà không bị cái sự cọ sát của không khí làm cho hư hỏng á, thì phải có một cái chất nó vượt qua khỏi cái sự tinh xảo của cái sự chế tạo của thế giới mình, hiểu chưa? Thế giới mình chưa chế tạo được như vậy. Không sao, mai mốt rồi xuống nhiều lắm, mai mốt chắc có nhiều hơn, những cái sự viếng thăm nó thường thức hơn, bây giờ thấy nó còn lạ lạ. Mai mốt chắc văn minh rồi, đi lại, đi tới đi lui hành tinh này hành tinh kia như đi chợ dùng mấy cái đó hả? Chứ máy bay mình lỗi thời hả? Mai mốt phải phát minh nhiều hơn à, chứ máy bay không ăn nhầm gì chưa. Máy bay lâu quá, sư phụ đi mỗi giò mỗi cẳng mỗi lưng ta mệt quá rồi. Mai mốt chắc phải kêu tên nào xuống khoa học gia nào xuống làm đại cái gì cho nó lẹ lẹ cho ta đi hoàn pháp, chứ làm kiểu này cho ta không có đi thăm đồng tu đâu. Mệt quá, mỗi lần đi thăm mấy chục giờ bay á, sư phụ già rồi. Dạ thưa sư phụ, trong những cái tinh cầu đó họ sống nó thế nào? Họ có phải ăn uống như mình hay là sao? À, có thứ tinh cầu ăn uống, cần ăn uống, có thứ tinh cầu không cần ăn uống. Ừ? Họ sống bằng ánh sáng, họ sống bằng nguyên khí của trời đất. Ừ? Họ sống bằng tình thương của Thượng Đế, họ sống bằng sự sáng suốt. Và có nhiều khi họ cũng ăn uống, nhưng mà không phải ăn những chất liệu thô thiển như của mình, mà ăn những cái chất mà nó ngọt, nó thơm, nó nhẹ nhàng lắm. Chứ ăn mà không như không, như không ăn. Ăn mà khỏi cần phải nhai nhóp nhép, khỏi cần phải đi làm rồi mới có ăn. Muốn gì là nó có nấy ngay. Chứ nhiều khi chỉ muốn là đủ no rồi, hơi ngửi cái mùi đủ no. Còn khỏi nấu lò ga rồi, dưới này là toàn là đồ lạc hậu hết. Hả? Tu, họ tu hành chứ. Tại cái đẳng, tùy cái đẳng cấp của họ, họ phải tu thêm. Ừ, có người là thiên thần, có người là thánh, có người Bồ Tát sơ địa, có người Bồ Tát cao cấp, có người là Phật. Thì tùy theo đẳng cấp họ phải tu. Okay. Ừ, cái tinh cầu không có ăn là đẳng cấp cao hơn. Thưa sư phụ, ở trên đó có chiến tranh không ạ? Có chiến tranh như ở trái đất không? Không. Nhưng mà cũng có những tinh cầu có chiến tranh còn hơn ở trái đất nữa. Với ngoài A Di Đà đó, lên nó chơi vui hết sức vui đó. Sao biết anh A Di Đà? Dạ. Cái lần sau con lên nữa, ta không cho sao? Ta nói thầy anh cũng có cảnh giới giống này, anh đi về anh đi làm đi. Rồi mai mốt tôi qua tôi thăm anh chứ anh đừng qua đây nữa. Thành nên ta không cho con lên nữa. Tôi nói thầy anh cũng mai mốt cũng lập giống cái gì nè, thôi anh về anh làm, chừng nào làm xong rồi tôi qua tôi thăm anh chứ anh đừng qua đây. Thành nên làm quê con chở về, không đi.
Hả? Nên tụi con cũng mong sao chờ sư phụ làm xong cho tụi con ở cảnh giống như vậy đó. Dạ. Cảnh đó nhầm vậy. Làm xong thì con không biết, là nói anh thầy cũng có cảnh nói giới gì anh về làm xong á, là làm xong cái nhiệm vụ của anh mới được lên, cái gì sư phụ là phải làm xong, dạy xong liền đứng làm lâu vậy hả? Sư phụ nói có sẵn rồi, nó có sẵn rồi gì phải làm đó nữa, tại quý vị chưa có làm xong bổn phận. Cảnh cảnh nó gì đâu mà vui, cảnh người ta hỏi cho nó sung sướng, nó không có làm hết nhân sự, thành ra con nghĩ cái này anh làm biến anh mới thấy thành ra đây cái gì là phải nên cần đi xuất gia chứ, nếu mà đi làm hoài về mai mốt lên cho nó không có mình chán chết đi, thành ra giờ mình phải xuất gia mình đã không làm thì mình làm công việc nó lo cho chúng sanh mà thôi, chứ còn tối ngày mình lo làm hoài riết nó quen đi, cái mai mốt mình lên cái cảnh nó mình nghĩ làm cái mình nhớ lại, thành ra thay giờ mình phải thấy con phải đi tu để cho mình làm cái công việc mà mình thấy không phải cần phải đi làm như vậy, để sau này mình sống rất là dễ thoải mái. Chứ thí dụ cái gì này cho nghỉ 1 tháng 2 tháng buồn dữ lắm, sao biết người ta buồn, ta làm chuyện khác, thí dụ khó sư phụ ở đây còn vui, chứ nếu không có sư phụ cho không ngồi nhà chịu đâu có nổi. Ngồi thiền sao chịu nổi hả? Còn thưa sư phụ, con xin order có cái chỗ mà sư phụ nói hay, mình lên thấy cảnh nào mình đặt trước cái chỗ đó đó. Thành ra con thấy cái chỗ đó ngu. Cảnh đó là ta đi ngang qua cho quá văn thôi chứ ở đó làm chi. Cái cảnh đó con thấy nó rất là lộng lẫy sụ. Những người xuất gia người nào cho nó cũng có hào quang hết chứ. Còn cảnh còn lộng lẫy hơn. Lộng lẫy hơn nữa. Để sư phụ cho con lên đó coi. Làm xong đi rồi sư phụ cho lên. Cảm ơn sư phụ. Tham lam order, làm như kẹo bánh hay là supermarket gì đó, order. Giống như cái bà hoàng hậu hồi xưa đó, chán cảnh này cái đòi đi lên cảnh kia, nhất định đòi cái cảnh đó. Mình cứ để tâm trí mình nó open, nó cởi mở chưa? Chứ mình cứ kẹt vô cái cảnh nào mệt lắm, cảnh A Di Đà cũng bị kẹt đó chưa? Ham cái cảnh đẹp chi vậy, chi vậy, chi vậy. Cái tâm mình ở đâu nó cũng tự tại hết, đó là cảnh đẹp nhất. Dạ. Con bữa con nằm chiêm bao, con thấy cái chân giường con nó có một cái vỏ bông thiệt bự vậy nè, nó nhảy lung tung tự nhiên, nó cứ jump up and down, nhảy lên nhảy xuống nhảy hoài, con nói chắc kiểu này gặp ma. Rồi cái có 3-4 tên giống như đầu trâu mặt ngựa cầm giáo mát tùm lum đi vòng. Cái con sợ quá, ngủ quá. Trước khi truyền tâm ấn hả? Chưa truyền tâm ấn á. Cái con sợ quá, cái con sợ quá, con nói chắc gặp ma rồi, cái con niệm Nam Mô Thanh Hải vô thượng mới. Đúng. Tới đó thôi. Chưa truyền tâm ấn sao biết vô thượng? Tại con coi thép của sư phụ nhớ. À coi rồi đó hả? Dạ. Cái con mới niệm tới đó thôi. Cái con nghe 3-4 đứa đó nó nói chết cha chạy bây ơi, chạy bây ơi. Vậy cái rồi cái vỏ bông cái nó từ nó đứng lại vậy đó. Rồi sau khi truyền tâm ấn xong, con nằm chiêm bao thấy một đám người đông lắm mà con không có nhận diện được là ai ra hết á. Rồi cái con đang thắc mắc không biết là ai thì con thấy một hàng chữ hiện ra, hàng chữ viết rất là vụng về giống như nít mới học tập viết vậy sư phụ. Viết chữ hết khổ, chữ thì lớn chữ thì nhỏ, thì những người đó có phải là cửu quyền thất tổ ông bà cha mẹ của con không sư phụ? Chắc vậy á. Cảm ơn sư phụ. Cười gì hả? Đời đâu có gì chắc chắn. Mình nói vậy cho nó hả, nó chắc ăn chứ. Thưa sư phụ, hồi ở trên nhà chú Lễ, sư cô Hùng Tướng có đem mấy cái bánh kẹo mà sư phụ gửi qua đó, cái con tham quá tại cho người 3 cục, con ăn luôn một lượt. Cái về cái sư phụ biết không, 3 ngày đó con làm như nó cứ trong người con ấm mà nó làm như nó không có, con không dám lấy xe, cái rồi con ở nhà con thiền luôn 3 ngày vậy đó. Tự nhiên ăn 3 cục thì thiền 3 ngày. Dạ. Trời ơi cũng may là ăn có 3 cục đó. Tự nhiên cái nó
dễ chịu. Dạ, ấm ngon lắm. Cái sao con thấy con ngồi cái bữa thứ nhì đó, con thấy một cái ánh sáng từ xa đến. Đến cái sao có sư phụ hiện ra, cái con lại nói là bởi vì sư phụ nói phải thấy sư phụ cũng phải hỏi dòm cặp mắt coi phải sư phụ hay không. Cái con cứ còn niệm năm vị Phật hoài, cái sao không có bay mà cứ không có tan, mà cái sư phụ càng ngày lại càng gần con. Cái sư phụ vỗ đầu buồn ngu quá. Tôi gì mà sư phụ thiệt cũng không biết nữa. Cái con quỳ xuống, còn lại sư phụ nói đi theo ta. Cái sư phụ lấy ngón tay đi theo ta, thì tự nhiên cái tà áo của sư phụ á, nó tự nhiên vậy, cái tà áo che ra giống như thường thường cái tượng Quan Âm Bồ Tát có cái tà áo che ra. Cái sư phụ nó kêu đứng đây. Cái con nói con sợ thì con sợ, con không dám dịnh sư phụ đó. Cái con nói con dòm sao sư phụ bay mau quá, con sợ quá. Cái sư phụ nói nhắm mắt lại. Cái con nhắm mắt lại. Cái vừa nhắm mắt xong mở ra cái tới một cái chỗ khác thôi, con không dám nói. Ông Phật, cảm ơn sư phụ. Nó nói luôn đi cho rồi. Dạ. À, mấy đứa nó chạy nó nguyên. Dạ. Một cái cảnh giới đó mà trong cuộc đời con chưa có một lần nào mà con thấy được như vậy. Làm như cái một cái màn lưới bằng châu vậy đó sư phụ. À, cảnh Hoa Nghiêm đó có biết không? Một cái màn lưới châu mà ở trong đó sư phụ ngồi ở trong phát cái tiếng ra làm như vang rền hết trơn vậy đó. Mà con nói người ta ngồi hàng gì nè. Cái sau có một người đưa con vô có cái chỗ đó đó. Cái con nói ủa sao có một cái ghế vậy, tôi đi tôi còn bà bạn nữa, mà con còn nó còn bà bạn đồng tu nữa, sao mà có một mình có một cái ghế rồi làm sao bạn con ngồi. Cái mấy người nói khoa chừng nào cái này, tại vì mỗi lần á hả có một người chỉ được một người chỉ được một ghế thôi, rồi người khác chừng nào lên nữa mới có ghế nữa. Thì tham quen là tham lam quen. Cái trên đó không có cần phải order trước. Yeah. Ai lên là nó có cái nấy. Yeah. Của người ta. Để chật bàn chật ghế trống lỏng vậy. Yeah. Không ai ngồi hàng đâu có chuyện đó, vậy. Ngồi áo vàng không vậy đó. Còn cái hàng mà cái hàng ở chốt đó đó là mặc cái đồ nâu. Ừ. Đồ nâu. Còn con á cảnh giới thấp. Ừ. Làm sao? Dạ con á thì áo trắng vậy đó sư phụ, giống áo tràng mà áo trắng vậy đó. Ừ. Dạ. Rồi sao? Thì con bị gì con nghe tiếng con biết mà tiếng sư phụ tiếng pháp nhưng mà con không biết nghe. Hiểu không nổi tại hiểu, chưa hiểu được. Con nói con không biết nghe thì có một cái vị lớn tuổi đó nói không sao đâu. À, tại vì lên lần đầu tiên đó không có biết nghe đâu, không thẳng ráng rồi từ từ lên chừng hai lần sẽ nghe được, ba lần sẽ nghe được. Ừ. Rồi chừng đó hồi đó con bị có người mở ra làm cho con hết mà. Dạ, uống quá. Sao không khóa cửa lại? Dạ. Tội nghiệp ha. Tôi ở nhà nhiều khi trở ngại ha. Thưa sư phụ, mời sư phụ về xây cơm. Hả? Tôi biết sư phụ chưa có xây cơm. Chưa có xôi hả? Dạ. Mời sư phụ về xây cơm, với mai sư phụ phải dậy sớm đi sớm. Hèn chi cái bụng bây giờ bắt nói mới nhớ. Nó rác rác ở trong. Nóng nóng. À, cái cảnh đó là cảnh giới Hoa Nghiêm á. Ừ. Ở trong kinh Lăng Hoa Nghiêm có nói á, cũng có màn lưới vậy, thấy không, nhớ không? Rồi có những ngôi sao vậy đó, sáng. À, cảnh Hoa Nghiêm. Giống ngôi sao hay là hột xoàn mạng đạm nạm ở trên đó. Cái đó cảnh Hoa Nghiêm trong kinh Hoa Nghiêm có nói. Nhưng mà người phàm phu ít có khi lên được. Học trò sư phụ lâu lâu xách lên lần thôi, lên ngoài cũng không nổi, mà lên nghe không hiểu gì hết. Cái lúc xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, ngài A Nan cũng có được xách, hình như không phải, hình như cũng có được ngồi gần bên Phật lên cảnh giới Hoa Nghiêm hay sao đó, không phải vậy. Mà như mắt mù tai điếc, không thấy gì hết. Còn Phật với những vị A La Hán Bồ Tát quá hộp hành ở đó, nói chuyện gì mà không hiểu không nghe không biết gì hết. Thành ra ở cái thế giới này thì dùng cái ngôn ngữ này, nhưng mà lên thế giới kia nó khác.
Mình đầu óc u tối đó, nghiệp chướng nặng nề á, sư phụ có đứng gần bên nói cũng hiểu vậy. Tại người ta giảng lại giảng trình độ cao, không phải dùng cái ngôn ngữ tầm thường mà giảng nữa. Lên cho coi một chút vậy thôi, cho nó quen thôi. Chà, công đức nhiều lắm, sáng suốt lắm, được lên làm học trò của cõi đó. Mặc dù là thầy của mình dẫn mình lên, nhưng mà mình chưa đủ trình độ để nhập môn. Chứ không phải cứ tối ngày cứ đòi dẫn con lên cảnh cao, cảnh cao, cảnh cao. Chứ đầu tiểu học mà cứ đòi lên đại học, hiểu chưa? Không phải ráng tu cho nhiều, rồi cảnh nào đi cũng được hết. Ok, cũng hiểu được. Chứ mình lên đó mắt mù tay riết rồi cũng như không à. Thì nói một trong những cảnh đó, trong năm cảnh đó, một trong những cảnh phụ thôi. Okay. Tức là trong mỗi cái cảnh giới nó có rất nhiều cảnh giới. Vậy chưa? Hoa Nghiêm là một trong những cảnh trong cõi đó chứ không có gì. Mà nói chi mà nói nhiều cảnh nào cũng được mà. Xin quý vị để mời sư phụ đi về nghỉ.